Chào các bạn, nay giới thiệu với các bạn đây là ốp lưng cho Samsung Note 7 các bạn ha, thương hiệu là Bayshirt. Hiện tại thì shop có 4 màu các bạn ạ, đen, bạc, vàng gold và hồng các bạn ha. Các bạn có thấy toàn bộ đây, ốp này là ốp cứng các bạn ha. Mình sẽ khui tất cả cho các bạn thấy chi tiết nó thế nào các bạn ha. Đây là màu bạc. Đen. Vàng gold. Hồng các bạn. Bạn không thấy. Mẫu này chỉ có màu bạc, đen, vàng các bạn ha. Mẫu này là một mẫu khác nữa. Ship cho shop sẽ quay luôn cái mẫu đó. Mẫu này là mẫu cứng các bạn ha. Các bạn thấy toàn bộ chi tiết được làm bằng nhựa cứng các bạn, rất là dẻo các bạn ha. Bạn không thấy rất là khó vỡ. Ôm sát cái Note 7 của mình các bạn ha. Được tích hợp volume. Đó, cái này thì để vào không có chạm camera luôn các bạn ha. Nút volume các bạn, nút nguồn. Đồng thời bảo vệ hết tất cả cái viền, các bạn không thấy ôm hết tất cả cái viền luôn các bạn ha. Cái mẫu này là cái mẫu mã sản phẩm là Gitter các bạn ha, các bạn không thấy. Đó, toàn bộ chi tiết đây, đây là màu vàng các bạn. Mẫu này cầm trong tay rất đẹp các bạn ạ, rất là sang trọng. Ngoài ra shop sắp tới sẽ về rất là nhiều cái mẫu khác nữa các bạn ha. Thì bạn cứ có thể lên phụ kiện như sinh trong con các bạn theo dõi sản phẩm nào như đó mà hầu như có giá thì shop và có hàng các bạn ha. Giới thiệu là các bạn, đây là ốp lưng cho Samsung Note 7 Bayshirt Gitter các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Đó.